Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của Lan. Thì hôm nay Lan sẽ mở open cái thùng này ra và Lan cho mọi người coi. Đây là một cái nồi áp suất Lan mới mua. Lan mua trên mạng đó các bạn. Vừa rồi là Black Friday đó, Lan đã canh và mua được cái deal này. Thật ra cũng không phải canh các bạn, bắt đắc dĩ. Thì hôm đó Lan nghĩ là Tết này mình sẽ gói bánh chưng, cho nên là Lan kêu thôi bây giờ mình nấu bánh chưng mà nó cực quá, tại nhà có một cái thôi, bây giờ mình mua cái này là cái thứ hai đó các bạn. Thì mình mua cái này mình nấu để mình gói bánh chưng, mình nấu cho nó tiện thì mình khỏi phải canh trên cái bếp đó. Mọi năm hai vợ chồng nấu và canh trên cái bếp này rất là cực các bạn, mà năm ngoái Lan thử nấu trong cái nồi áp suất này rồi, rất là tiện, cho nên Lan không có ý định mua đâu, mà tự nhiên chợt nghĩ tới nấu bánh chưng thì nên Lan mới mua luôn cái nồi này. Thì trước tiên mình nói cho các bạn biết đây là một cái deal rất là tốt. Cái nồi này ở bên Mỹ á, hiện tại đó, là mua bình thường á, mà không có sale á, thì có tới 100 mấy tùy theo chỗ bán. Còn sale á, thì mình thường có chỗ cũng 75 đồng. Cái này hồi trước Lan mua một cái 8 quart. Lan mua cái đó là hồi trước là 79 đồng. Mà trên Amazon mà nó sale rẻ nhất cái thời điểm đó là 70, 75 đồng mà Lan không mua. Sau đó Lan mới đổi ý định, tại cũng phong ngon hoài các bạn thì mới mua. Mua thì mua 79 đồng, chưa thuế đó nha. Còn cái này vừa rồi Lan thấy cái ngày Black Friday rất là rẻ luôn các bạn, Lan mua có 69 đô thôi, chưa thuế thì thế vô thành mấy mấy đồng đó. Thế ra mình coi thử nó ship về cho mình cái như thế nào, xong mình sẽ nói sơ về cái nồi này cho các bạn. Bạn nào mà chưa có rành sử dụng thì coi, còn bạn nào biết thì thôi. Thì cái nồi này đó các bạn rất là tiện luôn. Trời ơi, nó rất là tiện mà các bà nội trợ mê nó lắm các bạn ơi. Mình nấu với nó đó, mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Đây là cái số tiền này các bạn, 69 đồng nè, thuế 6 đồng 12 sen nữa là 76 đồng 11 sen. 76 đồng 11 sen mà thuế luôn, rẻ ghê không? Đây là cái thùng của nó nè các bạn, để Lan bỏ xuống cho các bạn coi. Đó. Đây là Instant Pot. Cái này là 7 trong 1. À, nó đề slow cooker nè, mình nấu chậm được nè. Nấu cơm nè, rồi mình hấp rau nè, rồi mình làm hâm nóng đồ ăn nè. Giờ mình nấu hầm nè, hầm pressure cooker, nấu áp suất á. Giờ mình làm yogurt nè, mình làm sauté. Xài xong cái này hả, là mình đi đâu á mà mình bỏ một cái nồi lên thôi là mình có thể mình xài tất cả các công suất của công dụng của nó. Đây đây là cái sách để hướng dẫn nè các bạn. Cái này nè, nó có các cái loại rau nè. Cooking time nó chỉ cho mình là cái rau này là 1-2 phút, rồi cái này 1-2 phút vậy đó. Còn 2-3 phút mỗi các loại rau, thịt nè, thịt bò thì bao nhiêu phút. Rồi trứng thì 5 miếng luộc chín luôn là 5 phút. Rồi cái này nó chỉ, các bạn chỉ dẫn nhanh cho mình để mình coi để mình nấu. Còn mình muốn coi kỹ hơn thì mình có cái cuốn sách này. Thì Lan coi cái tờ này cũng đủ rồi. Xong rồi nó có tất cả các loại đậu luôn này các bạn. Loại đậu gà là 35 đến 40 phút nè. Xong bây giờ mình coi bên trong nha các bạn. Cái này đây, nó có cái dây. Cái thùng nắp nè, cái này là cái van nè các bạn. Cái này mấy bạn nấu ấy, các bạn không có phải sợ nha. Thí dụ khi mình nấu ấy, mình đóng nó lại như vậy, mình khóa nó lại như vậy, thì cái này mình nấu đến khi mà mình nấu xong á, mình đừng có mở nó ra thì nó sẽ không có bao giờ nổ nha các bạn. Không có lo sợ gì hết, mình cứ để nguyên như vậy. Và cái nút này nè, khi mình nấu á, thì nó bung lên. Khi mà cái hơi nó xả ra hết rồi thì nó sẽ sụp xuống, nó bung lên cao khoảng xíu thì nó sẽ sụp xuống, thì lúc đó mình mở nắp ra thì rất là an toàn. Mà khi mà bạn muốn xả cái van đó, bạn chú ý bạn đừng có để cái mặt lên trên cái lỗ này, bạn coi xong bạn mở cái này qua một cái là coi như là bạn bị phỏng mặt luôn á, nghe không? Cho nên mình phải để sealing linh và mình make sure là mình chắc chắn là cái này nó sụp xuống rồi thì mình mới nên mở nắp. Mình đừng có mở nắp mà cố mình mở nắp ra, nó cảnh cáo mình nè. Mình đừng có nên cố mở nắp ra khi cái này nó còn ở trên cao thì nó sẽ nổ. Cho nên cái này nó sụp xuống rồi bạn mở ra thì không có bao giờ nổ hết. Cho nên mình đừng có sợ ha. Cái nấu cái nồi này nó thiết kế như vậy, mình cứ làm theo cái gì nó hướng dẫn thì mình không có sợ. Bây giờ mình mở nắp ra. Và một cái mà mình tránh để cho nổ nữa, nó đề là maximum là mình chỉ nên đổ tới đây thôi, mình đừng có đổ quá nha các bạn.
chỉ nên đổ tới đây thôi thì không bao giờ mình bị nổ hết. Và khi mà mình nấu cháo á, chừng nào cái van nó sụp xuống mình hãy mở ra, chứ mình đừng có xả van. Nếu mà mình xả van cái chất lỏng đó nó sẽ phun ra và nó rất là dơ. Hai cái giá bếp cơm và cái giá canh xúc xúc xúc, và nó cho mình cái cúp và một cái này để máng ở trên cái nồi. Nó có cái này để cho mình steam, để đồ lên mình hấp á, thì nó có cái này đó. Rồi cái này á, thường á thì nó có những cái chức năng này, Lan hay nấu này. Cái màn hình chỉ dẫn này nè các bạn, mình có thể tự điều chỉnh cái thời gian mình nấu, hoặc là cái máy này nó tự điều chỉnh cho mình. Nếu mà mình bấm những cái nút mà nó hiện sẵn trên này á thì nó sẽ tự điều chỉnh cái thời gian nấu cho mình. Còn nếu mà mình không có muốn nấu theo cái thời gian của nó đó thì mình có thể bấm dấu trừ và dấu cộng, thì nó sẽ chỉnh theo cái thời gian theo mình ý muốn. Thí dụ như mình bấm cái sub broth này nè, thì nó sẽ hiện lên là high pressure mà 30 phút luôn nha các bạn. Thí dụ như bạn muốn nấu low pressure thì bạn bấm tiếp tục cái sub broth này, nó sẽ hiện ra low pressure, là cái nó là cái áp suất nó thấp đó. Hoặc là mình bấm cái nữa thì nó sẽ áp suất cao, mình bấm qua bấm lại là do cái nút này nó điều chỉnh nha các bạn, cao hay thấp. Rồi sau đó nếu mà cái high pressure này nó 30 phút mà mình có cục thịt bự hơn á, mình muốn 40 phút thì mình bấm dấu cộng này. Còn nếu mà mình có cục thịt nhỏ hơn, mình để high pressure thì mình bấm dấu trừ này, nó sẽ khoảng 25 phút chẳng hạn. Còn nếu mà mình để tự động, thí dụ mình bấm nấu súp á, cái chức năng này nấu súp để mình dùng súp á, thì hoặc là nấu broth, nấu hầm xương á, thì mình dùng cái nút này nó sẽ không có ra nhiều cái bọt, nó không có nhiều bọt. Nên mình nấu mix stew hoặc là hầm xương, cái này mình nấu đậu, nấu bean á. Rồi cái này poultry này Lan cũng không có dùng, chưa dùng này. Giờ trong này nó có slow cook nè. Slow cook thì mình nó nấu hầm ninh á, ninh nấu chậm á, nấu ninh xương hay là nấu cái gì mà chậm chậm cần cho thời gian để nó thấm tháp á, thì mình nấu slow cook. Thì nó cũng có ít thời gian bình thường hoặc nhiều thời gian, rồi cộng trừ nếu mà mình thích thời gian ý muốn như nãy Lan nói đó. Những cái này sauté là chế độ nấu mở nắp nha bạn. Khi mà nấu sauté này là mình xào, mình nấu hoặc là mình nấu súp. Sau khi mình nấu áp suất xong thì mình lấy chế độ sauté này mình nấu, thì mình sẽ không có đậy nắp. Chế độ này không đậy nắp nè. Mình nêm nếm, lúc đó mình nêm nếm đồ nấu súp rồi đó. Rồi cái này nấu cơm, multigrain là do mình điều chỉnh tự động. Thí dụ mình có cái đậu á, mình muốn nấu 10 phút, 20 phút, 30 phút gì mình tự động thì mình bấm cái này. Thì này, sau đó mình sẽ chọn giờ mình nấu là cái multigrain. Cái này nấu cháo. Nên hồi nãy mình nói đó, các bạn nấu cháo á, khi mà các bạn nấu cháo mà nấu cái độ gạo cháo hoặc là nấu cái oatmeal á, thì bạn chỉ đổ nửa nồi thôi nha bạn. Không bao giờ đổ theo cái maximum, theo cái hướng dẫn của nó ha. Mình đổ nửa nồi khi mình nấu nó sẽ lên tới nó nở ra, nó lên tới tới đây đó, thì nó dễ bị nổ đó. Cho nên mình chỉ nấu nửa nồi mà là maximum thôi. Rồi chờ nó cái van nó xuống xong mình mới mở ra, chứ mình đừng có xả van có thể nó văng ra nhà. Thì cái chế độ cháo đó là mình không có xả van nha, đừng, không nên xả van, nó nói là không nên làm. Hoặc là cháo hoặc là oatmeal, steam steam thì thích lắm, rau củ gì ăn steam bỏ vào đây, yogurt, còn làm yogurt pressure cooker này, cái này Lan cũng hay nấu nè. Thí dụ hầm cục thịt bò mà muốn ăn liền đó, nếu mà bạn muốn ăn liền thì bạn chọn pressure cook thì nó nhanh, bạn nấu 5, 10, 15, 20 phút gì đó là nó được rồi. Còn nếu mà bạn có thời gian bạn ăn lâu thì bạn nấu slow cook này được rồi. Nấu slow cook này thì nó có thời gian, thí dụ Lan kho trứng thịt rồi Lan cần thời gian nó thấm á, thì Lan làm slow cook. Chứ pressure cook thì nó nhanh chín, nó thịt nó mềm mà nó không có thấm á. Đó, cái chức năng này thì nó cũng là low pressure hay. Giờ cái nút cancel này nè các bạn, đây là cái nút tắt nè. Ví dụ mình đang nấu mà mình không thích nấu nữa thì mình bấm cancel thì nó tắt. Còn cái nút delay start, ví dụ nên Lan lấy khoai lang, Lan hay luộc khoai lang đó, thì bữa tối giờ này Lan bỏ vô khoai lang nè, xong cái Lan bấm steam, xong Lan chọn less là nó chạy 3 phút hay là 4 phút gì đó. Lan chọn less thì nó 3-4 phút gì đó, xong Lan bấm delay start. Thí dụ mình chọn 4 tiếng thì sau 4 tiếng nó sẽ bắt đầu nó nấu. Mình chọn 6 tiếng thì sau 6 tiếng nó sẽ bắt đầu nó nấu. Là cái lúc này thích nè. Thí dụ mình đi đâu mình có nhà mà mình ăn cái món rau luộc thì mình cứ bỏ vô đây. Trước khi mình về nó nấu á, thì mình có mình ăn nó nóng.
Nhờ cái keep warm, cái này, cái nút keep warm này giữ ấm nè. Sau khi mình nấu xong thì cái nút này nó sẽ giữ ấm ở trong đây, nó sẽ sáng đèn lên, nó sẽ tắt hết cái nút này và nó sáng đèn lên, nó giữ ấm cho mình. Rồi xong. Hồi năm ngoái Lan nấu bánh chưng á, Lan nấu Lan bấm cái multigrain này nè, thì Lan bấm vô đây xong Lan chọn 1 tiếng, thì cái nồi này nấu bánh chưng nấu được 3 cái nha các bạn, nấu được 3 cái bánh chưng hàng này nè, và Lan để đúng 3 cái, để 3 góc là Lan nấu được 1 tiếng mỗi mặt. Sau đó nó sụp xuống áp suất, Lan sẽ chở qua, Lan lật nó xuống, dựng nó ngược xuống lại, dắt nó xuống lại, Lan nấu mặt nữa 1 tiếng nữa là 2 tiếng, là cái nồi này nấu bánh chưng rất là ngon, là mỗi lần Lan nấu được 3 cái thôi, bánh chưng nó nằm ở trong cái nồi này. Rồi Lan bấm cái này và bấm 1 tiếng đồng hồ, thì Tết này Lan sẽ nấu bánh chưng đó lại đó. Các bạn nào muốn coi học nấu bánh chưng thì Lan sẽ chỉ cho các bạn nấu bánh chưng. Năm nào Lan cũng nấu bánh chưng hết và bánh chưng ăn rất là ngon. Cho nên năm nay Lan sẽ làm và Lan mua 2 cái nồi áp suất luôn để mình có cái nồi để mình nấu đó. Xong rồi Lan hay nấu phở bò. Để Lan nấu cái quá trình Lan nấu phở bò cho các bạn nghe. Lan bỏ xương vô, Lan nấu slow cook 6 tiếng. Xong sau đó cái này nó slow cook á là mình không có khó ven nha các bạn. Lan nấu phở bò mà Lan nấu slow cook á, thì Lan để venting như vậy nè. Cái chế độ slow cook á, cái chế độ nấu chậm á, là không có đóng cái này lại. Sau đó Lan sẽ chọn slow cook trong vòng 6 đến 8 tiếng gì đó. Thì theo xương to xương nhỏ nữa, thường Lan nấu 6 tiếng. Thì Lan để cho 6 tiếng, sau đó cái Lan mở nó ra và Lan vớt cái xương nó đi. Cho hồng vớt mỡ bớt hết những cái nước dơ đó. Sau đó sang sẽ bấm bỏ cái thịt, cái cục thịt bò vô để Lan nấu. Tại cái thịt bò á, Lan nấu đúng theo cái cách người ta chỉ dẫn, Lan chỉ nấu bằng cái, Lan cũng đậy nắp lại và chọn cái chế độ là khó van lại. Xong Lan bấm cái stop and roast này, Lan nấu 14 phút là cái cục thịt bò nó mềm mà nó rất là ngon. Sau đó Lan mở nắp ra lại, xong Lan bấm cái saute này nè, và mình để cho cái nút nó sôi và mình nêm nếm ở trên nó luôn, nó sôi và nêm nếm trong đây ăn luôn, không cần phải đổ ra nồi gì nữa hết đó. Rất là tiện lợi luôn. Thì cái nồi này nấu phở bò rất là ngon, và nấu mà thường Lan hầm thịt Lan hay để slow cook, chừng nào mà để mà ăn nhanh á thì Lan mới nấu pressure. Nấu slow cook này thịt bò nó cũng mềm, mà nấu pressure thịt bò nó cũng mềm, cách nào nấu cũng được hết các bạn. Rồi Lan hay làm yogurt, làm yogurt cái nồi này rất là ngon luôn nha các bạn. Bỏ vô và chọn yogurt thì cái này nó hình như nó chọn tới 10 tiếng luôn hết. Nó có chỉ trong cái sách là mình bỏ vô xong mình đổ nước vô xong mình đậy nắp lại, mình bấm chữ yogurt này để nó ngâm tới 10 tiếng thì yogurt nó rất là chua. Lần sau là để chắc khoảng 4 tiếng thôi, lần sau Lan sẽ thử. Thì yogurt Lan làm 2 lần 10 tiếng nó rất là chua, mà Lan không thích ăn chua á. Lần sau mình sẽ làm ít lại. Rồi sau nữa Lan sẽ chỉ cho các bạn để clean cái nắp này. Cái nắp này á thì đây là cái ven nè. Nó chọt lên chọt xuống, chọt lên chọt xuống. Nếu mà bạn nấu mà dơ quá thì mình sẽ tháo cái này ra nè. Đó. Đó, tháo cái này ra, xong mình rửa nó đi. Bạn sẽ thấy nó rớt ra nè. Đó. Nó rớt ra như vậy, xong mình rửa nó, mình vệ sinh nó vô, xong mình đắp nó lại. Mình chọt nó vô lại, xong sau đây mình sẽ bỏ cái nút này vô lại. Rồi xong rồi cái đó, cái nút này á, thì bạn kéo nó lên thôi. Chỗ này nó có cái sợi dây nè. Thì mình giữ nó xong á thì mình đẩy nó xuống, nhét nó lên rồi kéo nó ra, rửa nó. Khi mà bạn nấu cái gì mà bạn xả van nó xả hơi nó xì lên đây nó dơ lắm thì mình tháo cho mình rửa xong mình đậy nó lại. Còn mình nói cho các bạn nghe, mình nấu mình chưa bao giờ mình giữ cái nắp mà nó dơ bẩn hết các bạn. Cái nắp của mình nó rất là sạch luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn nấu mà các bạn không có xả van nó, bạn cứ để cho nó sụp xuống hết cái này, nó sụp bằng cái này nè, xong bạn mở ra thì không bao giờ bạn sẽ giữ cái nắp luôn. Bạn chỉ giữ những cái mồ hôi thôi chứ cái này nó không có dơ. Để mình lấy cái nồi cũ cho các bạn coi. Đây là cái nắp cũ này các bạn, nó không có cái gì mà dơ trong đây, nó chỉ có bám cái hơi thôi, mình rửa cái hơi thôi, chứ mình nấu bò kho đó mình không bao giờ mình giữ cái nắp mà nó dính nó đỏ hết nha các bạn. Thì mình không có xả với em mà nó không có bay lên tung té cho nên nó không có dính. Cái này bạn thấy nó không có dính màu dính mè gì hết, đặc mặc dù mình nấu bò kho rất là nhiều lần. Cái nồi mà bạn muốn rửa thì rửa cũng xà bông bình thường thôi nè. Lần nấu nhiều lần nó không có bị cháy hay là bị cái gì, Lan cũng không có làm sa-tê, thường nó không có xào nấu cái gì nó dính, thì mình chỉ lấy cái miếng xà bông á mình rửa cho nó sạch thôi. Mình lấy cái xà bông mình rửa, xà bông giữa chén với lại cái miếng chùa nồi bằng mềm mềm mình rửa cho nó sạch thôi, chứ cũng không có cái gì cầu kỳ hết. Nếu mà bạn làm cái gì mà nó dính nhiều thì lấy baking soda nha các bạn. Baking soda với lại mình bỏ vô mình chà 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 thì nó sẽ có chức năng nó làm bóng nồi, sạch nồi nấu ăn vậy đó. Không có cái gì mà khó rửa hết, rất là dễ rửa luôn. Cái này rất là dễ rửa, dễ bảo trì lắm, dễ bỏ dễ bền lắm các bạn. Thì 2 cái nồi này mình mua y chang nhau luôn, mà cái này 79 đồng, cái này 69 đồng, à rẻ hơn tới 10 đồng á.
Đấy. Rồi đây là những cái chia sẻ của Lan về cái nồi áp suất. Nếu bạn nào mà nấu ăn nhiều mà bận rộn quá thì nên đầu tư cho mình một cái. Mà Lan thấy rẻ như vậy, tính ra không có bao nhiêu tiền đâu, mà mình xài cả đời mình được luôn các bạn. Cái này dễ rửa, dễ bảo quản nữa, không có dơ dáy gì hết. Rồi lần sau Lan sẽ nấu phở và Lan sẽ chỉ cho các bạn nấu phở bằng cái nồi áp suất mới này nha. Bây giờ Lan sẽ chạy thử cái nồi này nha các bạn. Nó kêu mình chạy thử thì bây giờ Lan sẽ đổ 3 cốc nước vào đây. Đây là cái cốc nó cho mình đây nè. Rồi Lan có 3 cốc nước. Sau đó mình sẽ đậy lại. Mình cắm điện vào. Nó sẽ on. À, nó sẽ đề là off và bây giờ nó là off, nhưng mà khi mà mình cắm điện vào rồi đó các bạn là mình không có được dịch chuyển cái nồi nữa nha các bạn. Khi mình nấu mà mình cắm điện vào là mình cứ để nguyên nó một chỗ cho đến khi nó nấu xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ để là sealing, mình khóa cái van lại, mình để sealing và mình bấm steam nè. Nó là 10 phút, bây giờ mình để less steam nữa là more less nè, và mình chọn 2 phút nè, xong mình để là nó sẽ tự động nó sẽ chạy on. Nó sẽ để tới 10 giây sau đó nó mới bật on. Rồi đó bây giờ nó on rồi các bạn. Bây giờ nó sẽ tự động khi mà nó sôi. Khi mà nó đủ nóng là cái van nó bung lên và nó đếm ngược 2 phút là nó nấu xong, nó sẽ bíp và nó tắt. Sau khi nó nấu xong thì nó sẽ tắt bên này và nó chuyển qua chế độ keep warm là giữ ấm. Là sau đó là được ha, là mình thử cái nồi mình. Và Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha các bạn.